Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Củ bách bộ là một vị thuốc nam có công dụng trị bệnh ho lâu ngày rất hiệu quả, là một vị thuốc quý, tuy nhiên dân ta vẫn ít biết người sử dụng vị thuốc này. Cây bách bộ được tìm thấy nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Ở Việt Nam, cây mộc hoang phân bố rộng rãi ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Hòa Bình, Thái Nguyên. Đây là loại cây ưa ẩm, ưa sáng, mọc nhiều ở khu đất màu mỡ, các bờ nương rẫy. Củ bách bộ được dùng để làm thuốc. Củ càng lâu năm, càng to dài sẽ mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh. Củ bách bộ có dược tính cao. Dịch chiết xuất cồn hoặc nước ngâm từ củ bách bộ có tác dụng xua đuổi các loại côn trùng gây bệnh. Người xưa thường dùng rượu ngâm củ bách bộ để trị cháy. Hoạt chất có trong củ bách bộ có công dụng làm giảm tính luân phấn của trung tâm hô hấp ở động vật, do đó giúp ức chế phản xạ ho, làm giảm ho. Các thành phần hóa học trong bách bộ có tác dụng tiêu diệt và làm sạch vi khuẩn ở ruột già. Ngoài ra còn giúp kháng vi khuẩn bệnh phó thương hàn và lỵ. Nhờ các thành phần hoạt chất có trong củ bách bộ giúp ức chế sự phát triển và tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh ngoài da. Một số bài thuốc chữa bệnh từ củ bách bộ: trị ho, viêm phế quản lâu ngày, dùng 20g củ bách bộ khô sắc chung với 120ml nước rồi cho thêm một chút mật ong rừng, chia thành 3 lần uống trong ngày, mỗi lần dùng khoảng 40ml nước thuốc. Cách này giúp điều trị ho, viêm phế quản hiệu quả tới 90%. Trị bệnh ngoài da, bị nổi mề đay, lấy 10g củ bách bộ tươi sắc mỏng đắp lên vùng bị dị ứng, mề đay, thực hiện 1-2 lần trong 5 ngày. Diệt côn trùng, bọ gậy. Lấy củ bách bộ giã nát, nấu khô đặc, lấy nước sắt đổ vào nơi có côn trùng hay lui tới. Cách này rất hiệu quả và không cho côn trùng quay lại. Lưu ý, người bị tỳ hư, tiêu chảy tuyệt đối không dùng củ bách bộ. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán củ bách bộ tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các cách sử dụng của củ bách bộ và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Hãy liên hệ ngay hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm